Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Official. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị biết đến kênh của mình thì vui lòng bấm vào đăng ký và bấm vào chuông thông báo để khi mà mình ra mắt những video giá trị nhất, mới nhất thì anh chị là người đầu tiên nhận được thông báo này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về 4 giai đoạn của chu kỳ thị trường chứng khoán. Khi anh chị hiểu được thị trường đang ở đâu và đang ở giai đoạn nào của chu kỳ thì việc kiếm tiền từ thị trường nó rất dễ dàng ở trong quá trình đầu tư và cũng tránh được những tình trạng lúc thị trường tăng thì mình có thể kiếm được tiền và khi thị trường giảm thì mình lại mất rất nhiều tiền và trả lại hết cho thị trường. Thị trường chứng khoán luôn có tính chu kỳ tăng và chu kỳ giảm, và cổ phiếu mà chúng ta đầu tư cũng vậy. Một cổ phiếu muốn tăng giá thì cổ phiếu đó phải có câu chuyện bên trong. Khi câu chuyện càng hấp dẫn thì cổ phiếu đó tăng giá càng mạnh mẽ và cổ phiếu đó được vận động chủ yếu xoay quanh chu kỳ dòng tiền, chu kỳ của thị trường kinh tế. Tất cả các cổ phiếu muốn tăng giá đều phải có sự đóng góp rất lớn từ nhà tổ chức, từ big boy, từ nhà tạo lập hay các đội lái tham gia vào quá trình thu gom các cổ phiếu ở mức giá rẻ trong cái quá trình mà đè giá cổ phiếu, thường gọi là quá trình tích lũy. Nhà tạo lập ở đây là gì? Nhà tạo lập là người họ nắm bắt được những thông tin, họ hiểu về doanh nghiệp của mình. Khi cổ phiếu đi lên, họ sẽ có những câu chuyện kể cho anh chị nghe, và đến lúc nào đó câu chuyện trở nên cao trào, người nhà nhà đổ xô vào mua, thì lúc đó họ sẽ bán cổ phiếu cho anh chị. Anh chị muốn mua bao nhiêu họ sẽ bán cho anh chị bấy nhiêu. Và trên thị trường thì có khoảng 60% các nhà giao dịch là nhà đầu tư tổ chức, các nhà tạo lập khoảng 40% là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mình hay anh chị đều là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì cái số liệu thống kê này được thống kê từ thị trường của Mỹ. Thì thị trường Việt Nam nó cũng như vậy trong những năm gần đây. Trước đây thì nhỏ lẻ là khoảng 30% và tạo lập là 70%. Nhưng bây giờ thì nhỏ lẻ họ, những nhà đầu tư cá nhân, họ có nhiều tiền hơn, đầu tư vào thị trường nhiều hơn rồi. Nên khi đầu tư anh chị thấy được dấu hiệu dòng tiền lớn rút ra khỏi cổ phiếu thì lúc đó chúng ta phải hành động ngay, tránh để tình trạng trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Chu kỳ của thị trường cũng như chu kỳ của cổ phiếu thì thường có 4 giai đoạn. Giai đoạn nhất là tích lũy, sau đó là giai đoạn tăng trưởng và đến giai đoạn phân phối, rồi cuối cùng là đến giai đoạn đè giá của cổ phiếu, suy thoái. Các nhà tạo lập, đội lái, big boy họ sẽ quyết định xu hướng của cổ phiếu, nên khi phân tích anh chị đều phải dựa trên xác suất, và xác suất nào càng nhiều yếu tố ủng hộ những phân tích của anh chị thì cổ phiếu mà anh chị đầu tư nó sẽ có cơ hội rất cao, đem lại lợi nhuận rất lớn khi mà anh chị đầu tư phân tích kỹ càng cổ phiếu đó. Khi mà anh chị hiểu được điều này thì việc kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nó trở nên rất dễ dàng, và anh chị hiểu được khi nào mình nên mua, khi nào nên nắm giữ và khi nào mình nên đứng ngoài ở thị trường. Đầu tiên, nhà tạo lập họ phải đè giá cổ phiếu để tích lũy đủ số lượng cổ phiếu đủ lớn. Sau khi tích lũy đủ thì họ sẽ tạo ra cái nguồn thanh khoản cho cổ phiếu bằng việc mua tay trái bán tay phải, khiến cho cổ phiếu nó trở nên hấp dẫn hơn, nhằm kích thích nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, nhằm đẩy giá lên, cổ phiếu trở nên khan hiếm, nguồn cầu nó sẽ nhiều hơn cung, dẫn đến giá cổ phiếu nó tăng. Thì giai đoạn tích lũy bước sang giai đoạn tăng trưởng của cổ phiếu, và khi cổ phiếu được đẩy giá lên, nhà tạo lập họ bắt đầu thêu dệt ra những câu chuyện về tốc độ tăng trưởng, về quỹ đất, về lợi nhuận của doanh nghiệp của cổ phiếu đó. Và khi cổ phiếu này tăng giá rất mạnh rồi và nhà tạo lập họ kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn rồi thì họ bắt đầu phân phối và bán ra cho nhà đầu tư nhỏ lẻ có nhu cầu mua lại, và họ vẫn kể ra cho chúng ta những câu chuyện rất là thêu hoa dệt gấm. Và khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng, về triển vọng doanh nghiệp thì big boy tạo lập phân phối hàng ra. Cổ phiếu nào thực ra bản chất nó cũng đều có lái, thì một cổ phiếu nó phải có lái nó mới tăng giá được. Thì chúng ta hiểu đơn giản là khi người chủ cần tiền thì cổ phiếu nó mới tăng. Chứ anh chị bây giờ anh chị nhìn Vinhome hay nhìn Valen hay doanh nghiệp này làm ăn không tốt à? Nói về tốc độ bán hàng, về tốc độ xây dựng, về triển vọng doanh nghiệp, trên cả nước Việt Nam làm gì có doanh nghiệp bất động sản nào tốt bằng Vinhome trong thời gian hiện tại. Tuy nhiên 2 năm vừa rồi cổ phiếu Vinhome nó có tăng đâu, thì bản chất là lái nó không hề xấu. Thì sau khi phân phối được một lượng lớn cổ phiếu vào đầu nhà đầu tư nhỏ lẻ thì họ bắt đầu quá trình bán tháo để ép những người mà mua trên vùng đỉnh bán ra do không chịu được thua lỗ nữa. Thì khi mà cổ phiếu xuống một mức giá nào đó thì họ bắt đầu thu gom lại số cổ phiếu mà nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra, và lúc đó quá trình tái tích lũy lại bắt đầu. Thì trong quá trình tích lũy mới, họ gom đủ số lượng cổ phiếu và tạo lập họ lại đẩy giá lên, rồi lại phân phối, sau đó lại ép nhỏ lẻ bán, rồi lại thu mua, liên tục diễn ra và tạo thành một chu kỳ tuần hoàn. Quan trọng, cổ phiếu đó phải có câu chuyện và kích thích được lòng tham của nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường, nên khi một cổ phiếu tăng giá đều có câu chuyện phía sau. Khi anh chị tham gia đầu tư, chúng ta chỉ nên mua ở giai đoạn
đoạn đầu của quá trình tăng trưởng, từ giai đoạn tích lũy nó bước sang giai đoạn tăng trưởng, thì lúc đó là thời điểm mà anh chị mua nó sẽ đẹp nhất. Quan trọng là tính thời điểm mà anh chị mua được cổ phiếu, nó rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp được anh chị tránh được thua lỗ khi mua cổ phiếu không đúng điểm, dẫn đến cổ phiếu mình vừa mua xong nó điều chỉnh chạm ngưỡng cắt lỗ. Nếu chúng ta phải cắt lỗ xong thì nó lại hết điều chỉnh, nó lại tăng, thì như thế là rất rủi ro khi tham gia đầu tư. Nên khi đầu tư, chúng ta cứ đợi cho cổ phiếu bước sang bắt đầu giai đoạn tăng giá thì chúng ta mua, nó sẽ hiệu quả nhất. Vì nhiều khi cổ phiếu nó tích lũy rất là lâu, như Novaland vừa rồi tích lũy gần một năm rồi đã tăng đâu và chưa biết bao giờ nó tăng, thì chúng ta cứ chờ thôi, bao giờ nó tăng thì chúng ta vẫn tham gia. Và khi mà anh chị mua rồi và nắm giữ cổ phiếu thì đến giai đoạn cổ phiếu có dấu hiệu phân phối thì chúng ta bán ra, chúng ta cầm hết chu kỳ thôi, hết chu kỳ chúng ta trả lại hàng cho lái, cho tạo lập. Thì trong suốt quá trình phân phối và đè giá thì chúng ta không nên tham gia, để tránh trường hợp anh chị có lãi bao nhiêu ở giai đoạn tăng trưởng chúng ta lại trả lại hết cho thị trường, thì như thế là mình sẽ mất rất nhiều công sức kiếm được lợi nhuận rồi cuối cùng tiền vẫn không thấy đâu. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Trong các video sắp tới mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về từng giai đoạn của thị trường, tích lũy, tăng trưởng, phân phối và đè giá. Cảm ơn anh chị.